hàng là thành công của chúng tôi. Hôm nay mình đang có mặt tại số 399 đường Nguyễn Trãi thuộc thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngay sau lưng mình đây là một trung tâm chăm sóc xe và bảo dưỡng nhanh có tên là Ý Thông. Đó thì trung tâm này với tổng diện tích 450m² này thì đã được anh em bên công ty Univiet đã tư vấn cho anh lên bản vẽ thiết kế thi công cũng như là tư vấn hỗ trợ về phần thi công cái phần xây dựng. Thì hôm nay bên anh em bên công ty Univiet đang cho xuống để trong quá trình chân định đào tạo với khách hàng cho mình để đi vào hoạt động. Thì mình có nhân tiện làm một cái video giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái mô hình làm chăm sóc xe và kết hợp với bảo trì bảo dưỡng nhanh. Thì xin mời quý vị và các bạn theo chân mình vào bên trong xem cách bố trí của một trung tâm chăm sóc xe với 450m² này như thế nào nhé. Với lợi thế là một miếng đất bên cạnh khu vực nhà ở của anh, thì miếng đất này được xây dựng là hai mặt tiền. Mặt tiền thứ nhất là đón nhận xe, mặt tiền thứ sau là nơi khu vực bàn giao xe. Thì khu vực phía trước này là đường Nguyễn Trãi, hướng phía lên trên này sẽ là hướng về thành phố Cao Lãnh, còn ở dưới mặt bằng ở dưới sẽ là đường liên tỉnh. Thì xe sẽ được tiếp nhận và ở khu vực này thì khu vực này anh có làm một cái máy kéo di động kéo qua vé kéo lại để trực tiếp nhận khu vực nhận xe ở ngay khu vực này. Vào bên trong, này thì là khu vực khoang rửa xe. Thì ở đây mình sẽ ngay cái tay ở đây mình sẽ bố trí cho anh là một khoang dịch vụ về làm rửa xe cộng đồng. Thì mình sẽ bố trí cho anh là trên cộng đồng mật độ một sức bền mật độ tấn và chiều cao lượng tối đa là 1.5m. Thì ở phía ngay phía khu vực rửa xe cộng đồng ở bên tay phải bên đây thì anh thì mình sẽ bố trí cho anh một chiếc bình bọt. Ở đây thì bình bọt là mình cung cấp là bình bọt 702 có dung tích là 35 lít, là dùng để xịt bọt và sử dụng trong quá trình rửa xe. Đối với một trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp thì không thể thiếu được một hệ thống tay quay 360. Thì ở đây mình đang bố trí cho anh là một chiếc tay quay 360 gắn trên để trong quá trình sử dụng và đi rửa xe thì anh cũng phải kéo dây lên để tránh trường hợp như là một cái dây và như là dây trong quá trình sử dụng. Và một thiết bị vô cùng quan trọng của một trung tâm chăm sóc xe nữa thì đó là chiếc máy rửa xe. Ở đây mình đã bố trí cho anh là một chiếc máy rửa xe của Marconi nhập khẩu 100% của Italy. Thì đã được mình đã đưa lên trên gác và giữ rồi mình sẽ kết nối với hệ thống dây sẽ đưa lên phần hệ thống tách quay của mình. Đó thì đã được anh em bên kỹ thuật bên mình đang tiến hành lắp đặt thi công. Đối với chiếc máy rửa xe Marconi của mình đang cung cấp ở đây thì nó có một cái ưu điểm vượt trội đối với các cái dòng máy thông thường khác. Như máy rửa xe thông thường khác thì đối với áp lực 153 thì phải cần motor lên đến 3 kg, nhưng đối với máy rửa xe của mình thì chỉ cần motor 2.2 kg là đưa ra cái đầu ra áp lực là 153, rất là tiết kiệm và về khả năng bền bỉ rất là cao, vận hành nhà xưởng rất là ổn định. Thì ngay khu vực rửa xe làm khô, ngay khu vực rửa xe ở đây thì mình bố trí cho anh là một cuộn Zulu đơn ở đây để trong quá trình quy trình rửa xe thì anh có thể là xì bụi phần khoang động cơ của xe đó, hoặc là có thể những ngày ít xe thì anh có thể hoàn thiện ngay làm khô ở ngay khu vực cộng đồng này luôn. Thì mình sẽ bố trí cho anh ở đây là một cuộn Zulu đơn. Sau ở bên trong này là khu vực làm khô. Thì ở ngay khu vực làm khô này thì mình có cung cấp cho anh là một chiếc máy hút bụi. Thì đối với chiếc máy hút bụi này có tên là Univiet. Thì chiếc máy hút bụi này có công suất motor là 2000W với hai motor sử dụng động lực khác nhau, dung tích bình chứa là 70 lít. Thì với cái dung tích này thì anh có thể là sử dụng trong quá trình dọn nội thất chuyên sâu, từ cơ bản tới chuyên sâu luôn, có thể là hút bụi và hút được nước luôn đấy. Thì tiếp theo đến sau vào bên trong này nữa là khu vực đợi chờ của toàn bộ các cái khoang dịch vụ. Thì ngay cái phần bên trong khu vực dịch vụ này thì mình có cung cấp cho anh là một chiếc máy hút dầu thải. Thì chiếc máy hút dầu thải này có tên là Univiet, model là HC3297, thì có dung tích bình chứa hút là 11 lít và dung tích chứa dầu là 80 lít, để cho quá trình mà anh vận hành nhà xưởng để tăng thêm các cái dịch vụ gia tăng cho anh như là thay dầu và thay cốc lọc dầu cho tới khách hàng.
một thiết bị không thể thiếu ở trong một cái nhà xưởng làm dịch vụ. Thì ở đây mình cung cấp cho anh là một chiếc máy nén khí thương hiệu Univet nhập khẩu 100% của Ấn Độ. Thì đã được công ty mình bàn giao tận cho anh toàn bộ hệ thống nhà hơi, toàn bộ cái nhà xưởng này. Thì với cái công suất của mình chứa là 250 lít, thì phục vụ cho việc là sử dụng như việc là rửa xe phòng lông chụp và quá trình làm khô xì khô thì đáp ứng được trong cái sử dụng của anh. Thì toàn bộ các cái khí ở trong bình chứa này sẽ được dẫn ra theo một cái đường dây dẫn qua bộ lọc tách khí tới các cái ống dẫn hơi đi toàn bộ nhà xưởng này, thì đã được anh em kỹ thuật bên mình tiến hành thi công lắp đặt tới anh và đảm bảo kỹ thuật nhất. Lại là 15m bên sau này thì anh tận dụng về để cho tận dụng tốt bằng chiều sâu của mình để nhận giữ xe qua ngày đêm. Thì với các diện tích này thì anh sẽ tiến hành các cái dịch vụ, thứ nhất là rửa xe ở bên trên cổng nâng tới dịch vụ làm khô và tới các cái dịch vụ làm chuyên sâu hơn, và sau khi xong xe sẽ được trả và bán giao ở ngay phía khu vực ở sau này. Thì đối với cái xưởng có diện tích và hai mặt tiền như thế này thì anh bố trí rất là hợp lý và có thể là vận hành một cái nhà xưởng chân chu nhất. Thì ở ngay bên trên khu trên thì sẽ làm một cái gác để tới cho khách hàng, có thể là sau khi làm nhận dịch vụ xong thì khách hàng lên đấy sẽ uống cà phê ở trên đấy, thì xe của khách hàng sẽ được làm ở dưới này, thì khách hàng sẽ nhìn được toàn bộ cái view và khi xe của mình làm như thế nào, nó rất là yên tâm và đảm bảo. Và đây là toàn bộ khu vực đợi chờ của khách hàng. Thì sau khi khách hàng bàn giao xe và làm dịch vụ ở dưới thì mình có thể lên trên này uống cà phê, và toàn bộ cái view uống cà phê này sẽ nhìn toàn bộ cái nhà xưởng của mình và nhìn toàn bộ cái xe của mình ở dưới nhân viên đang làm như thế nào. Đó, một cái bố trí các dịch vụ rất là đảm bảo và tạo sự chuyên nghiệp và yên tâm tới khách hàng. Thì ở đây anh làm cái khu vực uống cà phê và đợi chờ khách hàng là có diện tích là về dài là khoảng 5m và ngang là bậc bộ là 9m. Đó, là khoảng hơn một mét vuông trên này. Thì ngay ở sau ở ngay ở phía dưới trên mình thì là toàn bộ là bằng tôn. Thì thay vì anh giải quyết vấn đề là về phần nóng của khách hàng ở trên này thì anh bắn toàn bộ là bằng tấm la phông cách nhiệt 100%. Thì ở trên này sẽ được lên cái view và rất là mát ở trên này, rất là thoáng. Vừa rồi mình vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái mẫu mô hình chăm sóc xe với diện tích là 450m2. Thì các bạn đang có một quỹ đất như vậy hay muốn đầu tư thì hãy liên hệ với anh em bên công ty Univet để anh em công ty sẽ lên bản vẽ thiết kế và tư vấn quý vị và các bạn cách thi công nhà xưởng và cách bố trí mặt bằng ở bên trong nhà xưởng như thế nào cho một cách hợp lý nhất. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này của mình. Các bạn thấy video này của mình hữu ích thì hãy cho mình xin một like và subscribe kênh để mỗi khi công ty mình ra video mới nhất thì các bạn sẽ được nhận thông báo. Thì xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo.